Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên trái hay bên phải? Tưởng như là rất đơn giản nhưng mà rất nhiều nhà vẫn làm sai. Thưa quý vị, lọ hoa trên bàn thờ là một trong những cái vật phẩm thờ cúng không thể thiếu, thường để dâng hoa lên cho tổ tiên, thần Phật và mang lại cái sự trang nghiêm cho bàn thờ. Chính vì cái điều đó, có nhiều gia chủ vẫn còn băn khoăn là không biết là đặt cái lọ hoa ở bên trái, bên phải, đặt bên nào là đúng để mang lại cái hạnh phúc, bình an, tài lộc cho gia đình. Và ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thắc mắc này. Thưa quý vị, cái việc thờ cúng tổ tiên là cái truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam. Nó thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Với cái ý nghĩa linh thiêng, những cái nguyên tắc về thờ cúng trên bàn thờ thì là cái điều mà ai cũng phải cần nắm chắc. Thực tế có rất nhiều cái nguyên tắc cần nhớ trên bàn thờ, nhưng mà không phải ai cũng nắm rõ. Một trong số đó là cái việc để lọ hoa trên bàn thờ bên nào, bên trái hay là bên phải. Một, tại sao phải đặt lọ hoa trên bàn thờ? Bàn thờ gia tiên là nơi linh thiêng, là nơi kết nối giữa ông bà, tổ tiên ở cõi linh thiêng với con cháu ở dương gian. Vì vậy mà không chỉ cái việc chuẩn bị cái đồ thờ cúng mà cách bày đặt các vật phẩm cũng như là đồ thờ cúng thì đều là những yếu tố sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái tài vận cũng như là cái vận may của gia chủ. Mỗi một món đồ thờ cúng thì khi đặt lên bàn thờ đều mang những cái ý nghĩa riêng và nó cũng sẽ có những cái quy tắc sắp xếp cái đồ thờ cúng ấy cũng khác nhau. Vì vậy, đòi hỏi gia chủ cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi tiến hành sắp xếp cái đồ thờ cúng trên bàn thờ. Bình hoa trên bàn thờ cũng đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, là một trong những cái vật phẩm thờ cúng không thể thiếu của mỗi gia chủ, giúp gia chủ hội tụ và lưu giữ những cái sinh khí tốt đẹp của đất trời. Vì vậy, khi đặt cái bình hoa trên bàn thờ gia tiên, quý vị cũng cần phải nên lưu ý cái bài trí sao cho đúng với cái phong tục, đúng với cái phong thủy và phù hợp, đẹp nhất, hợp với cái nguyên tắc thờ cúng. Cái lọ hoa trên bàn thờ hay còn được gọi là lọ lộc bình, nhưng kích thước nhỏ hơn. Cái việc đặt lọ lộc bình ở bàn thờ ấy, ở hai bên bàn thờ sẽ tạo ra cái sự uy nghiêm và trang trọng cho cái không gian thờ cúng trong gia đình. Cái lọ hoa dùng để dâng hoa lên tổ tiên tạo ra cái sự thanh mát và thể hiện cái lòng thành kính của gia chủ đối với tổ tiên, đối với các bậc thần linh, với cái ý nghĩa là dâng lên những cái điều tốt đẹp nhất cho ông bà, cho tổ tiên. Bên cạnh đó, cái việc đặt lọ hoa trên bàn thờ không chỉ giúp gia chủ hội tụ và lưu giữ những cái sinh khí tốt đẹp của đất trời, mà còn giúp cho gia chủ tạo được ra cái không gian thờ cúng nó sạch sẽ hơn và tôn lên cái nét uy quyền hơn. Do đó, cái phong tục đặt lọ hoa trên bàn thờ sẽ đem lại cho gia chủ nhiều cái may mắn, nhiều cái phước lành và cái sự thịnh vượng từ tài lộc đến gia đạo trong cuộc sống. Hơn nữa, cái hương thơm của hoa ấy cũng sẽ giúp cho gia chủ mang lại cái mùi hương dễ chịu, tươi mới và tràn đầy cái sức sống cho cái không gian thờ cúng của gia đình. Vì vậy, mỗi khi mà đến ngày lễ hay ngày rằm, ngày mùng 1, cái việc đặt lọ hoa lên bàn thờ là cái việc làm không thể thiếu đối với mỗi gia đình. Tùy theo mỗi gia đình mà gia chủ có thể chọn hoa tươi để cắm vào bình hoặc là dùng các loại hoa sen đồng biểu thị cho cái vẻ đẹp trường tồn, mãi mãi bền lâu. Thứ hai là lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào thì mới là đúng. Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên nào là cái câu hỏi được rất nhiều người, rất đông đảo mọi người quan tâm. Tùy theo cái số lượng của lọ hoa mà đặt trên bàn thờ nên là sẽ có những cái cách sắp xếp nó phải phù Thứ nhất là một lọ hoa mà người ta gọi là gì? Độc bình. Theo tìm hiểu về kiến thức tâm linh của người Việt ấy, ông cha ta từ xưa đến nay đã truyền dạy lọ hoa trên bàn thờ cần phải tuân theo nguyên tắc không thể đảo lộn được. Nếu bàn thờ chỉ đặt một lọ hoa thì cần phải tuân theo nguyên tắc là gì? Đông bình tây quả, tức là ở cái bình hoa ấy, đặt ở phía đông, đúng không ạ? Cái hoa quả thì đặt ở phía tây. Đây là cái nguyên tắc bài trí hoa quả, cái lọ hoa trên bàn thờ đã có từ xưa mà ông cha ta đã truyền dạy về cái việc là phụng kính tổ tiên cho nó phù hợp.
Ngõ hầu con cháu sau này là cái điểm tựa để gì? Hồi cố ông bà tổ tiên. Nguyên tắc này bắt nguồn từ quy luật của tự nhiên. Mặt trời thì mọc ở đằng đông và lặn đằng tây. Cây cối phải đơm hoa rồi mới gì? Mới cho trái ngọt. Chính vì vậy, khi mà bài trí cái đồ thờ cúng thì cái loại hoa luôn đặt ở hướng đông, còn mâm ngũ quả thì đặt ở phía tây. Như vậy thì mới đúng theo quy tắc và theo đúng cái luật của trời đất. Cách xác định trái phải trên bàn thờ theo cái hướng đông tây như sau. Từ trong bàn thờ mà mình nhìn ra ngoài ấy, đúng không? Tức là bên trái của ông bà, đúng không? Là phía đông, đúng không? Dùng theo từ Hán Việt là phía đông, đúng không? Vậy thì đối xứng là bên tả là bên hữu, tức là phía gì? Phía tây, đúng không? Đây là cái quan niệm chung từ trước đến nay. Nếu mà bàn thờ gia tiên ấy, được bài trí hướng ra cửa chính là hướng nam, thì phía bên tay trái của bàn thờ là hướng đông, phía bên tay phải là hướng tây. Như vậy, bài trí lọ hoa bên trái theo hướng đông, để khi có gió đông về thì hoặc là gió đông nam thổi vào thì hương hoa sẽ lan tỏa khắp cái không gian thờ cúng. Đặt đĩa hoa quả bên hướng tây để vừa tiện cho việc dọn dẹp cái việc trưng bày mâm ngũ quả, vừa tiện cho gì cho ông bà dùng. Hướng đông đặt lọ hoa thì tượng trưng cho gì mùa xuân đơm hoa kết trái. Hướng tây tượng trưng cho mùa thu, đúng không? Thu liễm là nơi kết trái, mong muốn cho gia đình có thêm tài lộc, con cháu thì thịnh vượng, thành đạt và sung túc. Thứ hai là gì? Nếu mà chúng ta có hai bình hoa, nếu bàn thờ gia tiên mà có hai lọ hoa thì gia chủ có thể sắp xếp ở hai bên đối xứng với nhau và đặt mâm bồng, mâm ngũ quả ở giữa hoặc là gì ở phía trước của bát hương. Như vậy thì cũng không làm mất đi cái ý nghĩa tâm linh mà còn tạo nên cái sự cân đối và thanh thoát cho bàn thờ. Tùy theo kích cỡ của bàn thờ và cũng tùy từng nhà, cái phong tục tập quán và cái tùy theo cái việc tâm linh mà gia chủ gì bày lọ hoa to nhỏ nhiều ít. Quan trọng là gì? Phải đúng với quy luật, đúng với phong tục và phải phù hợp với cái bàn thờ, và nó phải đẹp, phải bắt mắt. Ba là cái sơ đồ bố trí lọ hoa trên bàn thờ gia tiên đúng phong thủy. Cái bộ đồ thờ cúng ấy thường có gì? Bát hương này, có mâm bồng, lọ hoa, bộ ngũ sự như đỉnh đồng này, hạc này, chân nến này, hoặc là bộ tam sự như là chén, ngai, hoặc là hoành phi câu đối vân vân. Cái vị trí đặt lọ hoa trên bàn thờ đúng và chuẩn cũng sẽ thể hiện được như sau. Với bàn thờ đặt một lọ hoa, còn nếu mà bàn thờ gia tiên có diện tích mà lớn ấy, thì có thể đặt hai lọ hoa ở hai bên để cho cân đối. Đến rằm mùng 1 thì hay là những ngày mà có chuyện thờ cúng, ngày dỗ chạp thì nên cắm hoa tươi để dâng lên ông bà, dâng lên thần Phật. 4 là vị trí đặt lọ hoa và một số cần lưu ý khi mà chúng ta tiến hành thờ cúng. Bên cạnh cái việc là biết lọ hoa đặt bên nào trên bàn thờ thì gia chủ cũng cần phải biết những cái điều lưu ý sau. Thứ nhất là lọ hoa đặt trên bàn thờ không thể thiếu cùng các phụ kiện như là bát hương, đỉnh đồng sẽ tăng thêm cái sự linh thiêng, cái sự trang trọng cho cái không gian thờ cúng. Nếu bàn thờ treo nhỏ thì chỉ nên dùng một lọ hoa để ống hương ở bên đối diện, đúng không? Còn nếu bàn thờ hoặc là có tủ thờ rộng thì có thể dùng lọ hoa bằng đồng lớn hơn, trang trí nhiều hơn với những nguyên tắc là đối xứng và cân bằng nhau. Ngoài ra, khi gia chủ mà chọn lọ hoa, không chỉ cân nhắc đến cái vấn đề về đẹp mắt mà còn phải chú ý, chú trọng đến cái sự vững chãi, cái sự an toàn và cái chất lượng. Đồng thời cũng phải bày biện sao cho nó cân xứng với cái bàn thờ thì mới không bị lệch lạc, mới đảm bảo được cái giá trị tâm linh. Thưa quý vị, như vậy tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về nguyên tắc đặt lọ hoa thế nào cho đúng. Hy vọng qua video vừa rồi sẽ giúp cho quý vị trả lời được cái câu hỏi lọ hoa đặt bên nào trên bàn thờ là đúng. Và qua những kiến thức này thì hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm nhiều cái kiến thức bổ ích về vị trí đặt bình hoa cũng như là cái việc thờ cúng, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ, giúp cho việc thờ cúng tổ tiên được viên mãn và thành tựu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh Đạo Sĩ Tử Thông để luôn cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn.